Hello, chào anh em. Thì clip này mình nổi hứng mình quay một cái clip bình luận về một cái thế sáp lá cà, nhưng mà đang bị bí. Cái trận này mình gặp cái thế này mấy lần, và kiểu cái thế mà ai đi trước thì người đó sẽ chịu thiệt hại nhiều hơn, và dẫn đến là gần như sẽ bị áp đảo quân số sau đó. Bởi vì để mình nói sơ qua về cái quy mô của cái chiến trường này, cũng như là những cái cuộc sáp lá cà của những cái trận này, thì chiến trường này là chiến trường vàng vàng một hay vàng hai gì á, I don't care, you know. Thì này nó quất mình nè. Những cái chiến trường như thế này thì quy mô đánh nó rất là hạn chế về mặt tổ chức, cũng như là khi mà tổ chức được một cái quy mô như thế này, nếu như mà bị dẹp cái đám này á, thì cái thời gian mà tổ chức lại nó rất là lâu. Nó dẫn đến cái việc là dễ bị quét nguyên một cái bản đồ như thế này anh em. Kiểu như một cái quân số như thế này, nếu như mà nó thắng được cái quân này á, thì nó có khả năng là nó dẹp hết mấy chục cái bay ở đây luôn. Thì cái quy mô của cái trận chiến mình cảm nhận là như vậy. Cho nên là khi mà tổ chức sáp lá cà như thế này, không ai dám đi trước, khó lắm, khó để mà đánh trước lắm. Và mình muốn nói về cái chuyện này, nó một cái bất cập gì đó. Ví dụ nha, thì sẽ có lẽ những cái ông mà dắt pháo ra và cà khịa và bắn 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 bắn, và tỷ lệ thì nó rất là ít ha. Thì tổ chức đánh như nào, cái thế nó như này, nó bị eo, nó bị cắt bởi cái núi như thế này. Thì nếu như mình là người tổ chức đi, mình sẽ thiết kế là đâm từ ngang, chứ mình không xuống như thế này. Xuống như thế này rất là thể gọi là gì, cái thế này không gọi là cái thế cổ trai, mà nó rất là lạ. Bởi vì hai liên minh ở trên, ở dưới thì có quân lực nhiều hơn và muốn đánh nhau nhiều hơn. Quân lực bên tay phải thì nó ít quá, nó không có là điểm nhấn ở đây, mà điểm nhấn là ở trên dưới. Mà ở trên dưới thì nó không sáp nhau được bởi vì nó cắt bởi ngọn núi, còn bên phải thì nó không đâm qua được bởi quân số nó ít. Thì mình suy nghĩ là nếu như mình là người tổ chức cái trận đánh này đi, mình sẽ dời quân qua bên phải và mình đâm ngang chứ không đâm xuống. Thì đâm xuống là nó có một cái thế gọi là thế một sự tiêu cực hả, là cái ngọn núi này, bất lợi thế là cái ngọn núi này nó vừa cản cái quân, mà quân pháo nó mà muốn đánh đây thì nó phải đi đường vòng, và cái quân pháo mà nó di chuyển là nó đã yếu rồi, nó phải đứng nghiêm cơ. Thì chỉ có nước là sáp từ bên phải qua thôi, mà sáp qua bên phải qua thì bên này nó cũng thủ, heli nó chờ sẵn nè, pháo thì nó thủ nè, sáp qua thì nó sẽ bay qua và nó cắn liền. Và ví dụ như hai ba cái nhà này đi, ba cái nhà của bồ của mình nè, thì nó ở đây thì nó vừa là lợi thế mà cũng vừa là thất thế, bởi vì nếu như quân mình mà muốn tổ chức ở khu này thì bị cản với mấy cái nhà này rồi. Thì như nào đây, kết cục của cái thế này sẽ là như nào? Hiện tại thì quân lực khá là cân bằng đấy, nhưng mà sẽ không có ai dám đi ngang qua. Một phần nữa là cái quân bên này nè, quân địch của mình nó có búp, nó nhiều búp hơn, nó đang thắng ở cái chiến trường này. Chiến trường này thì bên phe mình đang bị thua, và bên mình là liên minh là gần như là bị thua nhiều nhất. Trận trước thì thắng ăn gần hết luôn, trận này thì thua núp mặt vô bô luôn. Chịu, cái trò chơi này nó vẫn không có được cân bằng ở cái việc đó. Có trận đánh thắng thì ăn toàn bộ, trận thua thì thua sấp mặt, thua không có cái gì để ăn. Thì
Nếu như mà mình là một cái người, ủa mình bàn hơi xa rồi ha, mình bàn hơi xa về cái vấn đề game, thiết kế game rồi, nhưng mà mình lỡ rồi mình nói luôn, nếu như mình là một người chơi, một người viết ra cái game này và mình có khả năng là mình thay đổi cái game á, thì mình sẽ thay đổi những cái chiến trường này theo hướng là những cái liên minh dù là đang thua thế thì họ vẫn có nhiều lợi ích hơn, có nhiều quà hơn, và bù lại thì những liên minh thắng thế thì họ có thể là họ sẽ giảm cái lượng quà của họ, nhưng đó, nó tốt hơn là cái thời điểm bây giờ là những cái liên minh mà đang bị thua đó, ví dụ như xếp chung với một cái liên minh sát bên là nó là một liên minh mạnh nhất cái bản đồ thì coi như là cái liên minh đó không có cái gì để ăn, mặc dù có thể là liên minh đó là hạng nhì bản đồ là hoặc là hạng ba bản đồ, nhưng mà xếp với một liên minh địch sát bên thì coi như là không có gì để ăn, nó rất là phi lý, mặc dù là liên minh đó có thể đánh rất là tốt hạng 2, hạng 3, nhưng mà lại sát với một liên minh hạng nhất thì nó ép một phát, nó đã ép về zone một phát là coi như đói luôn, chỉ có nước là tổ chức xa nhà thôi, xây căn cứ ở xa nhà để đánh, nhưng mà nó nói chung là nó không hiệu quả, nó hơi bất cập cái ý đó ha. Ok, trở lại với cái chiến trường này thì tôi đang thấy là vài ông là bắt đầu xếp quân qua bên phải để mà công từ phải qua đây, thằng này nó lên nó cắn mình, có đó mình có tiêm kích thì mình thủ. Cái trận cái đợt này là mình dùng tiêm kích anh em, mình bơm hết tiêm kích được, mình cắn 20% quân bị thì mình được 55 quân nè anh em, bắt đầu có lẽ là bắt đầu đánh rồi. Trận này mình thử mình dùng tiêm kích xem mình ăn được bao nhiêu ha. Thì mình dùng pháo là anh em biết rồi. Pháo là một mình bơm cải tiến nghiên cứu vào khoảng 70% cho pháo binh và khoảng 20%70 80% cho pháo binh đi, khoảng 20% cho tiêm máy bay. Máy bay bomber và tiêm kích luôn. Mình chưa có đây. Bắt đầu pháo của mình bắn rồi. Pháo của mình 30 nhưng mà 30 quân nhưng mà chỉ có 43 lực thôi, bởi vì chiếc pháo này chỉ có 150.000 đơn vị thôi. Còn cái tiêm kích của mình thì dù chưa nâng cải tiến nhưng mà mình đã bơm maximum cải tiến cho nó thì chỉ được chừng này và 162k quân lực. Ok, trở lại. Tạm thời không xem báo cáo, mình muốn xem tổng kết hơn, những báo cáo lẻ không muốn xem. Mình nghĩ là nên kéo pháo qua bên này, pháo mình để đây là đắc địa rồi, đắc địa rồi, mình nghĩ là đắc địa là cái vị trí này rồi. Và bất cập là pháo ở vùng này đang tập trung quá nhiều, thì có thể thì dồn qua bên này đi, dồn qua bên này đứng đi. Mình đấy đúng rồi, bắt đầu di chuyển rồi nè. Anh này hiểu ý tôi, anh này có tư duy có lẽ giống tôi đây, anh hãy di chuyển nó đứng ở đây đi, ở đây có heli bảo vệ rồi. Ok, mình không có ATG, ví dụ mình có ATG mình kéo ở đây để mình thủ 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 bầu trời, phụ mấy chiếc tiêm kích. Ok, tiêm kích của mình dồn thì cũng khá là khỏe, 55 triệu phải không, cắn thêm 20% quân lực. Thường thì mình đã cắn nhiều là cắn 20 thôi, thế mình không cắn 40. Cắn 40% quân lực á anh em. Cắn 40 thì có lẽ lên 60. 60 sáu mấy triệu thì khá là khỏe. Một thông tin với anh em khá hữu ích là dù anh em ví dụ nha, anh em quân lực của anh em khoảng 40, anh em cắn lên khoảng 40 mấy, nhưng mà cái căn bản của nó là 40 nha, nhưng mà khi đó anh em đấu với một cái máy bay cái căn bản nó chỉ có 50 thôi ha, căn bản chỉ có 50 thôi, nhưng mà căn bản của nó lớn hơn anh em thì nó vẫn có thể ăn anh em, dù là anh em căn bản là 40, anh em cắn búp lên khoảng 50 mấy ha, dù là lực chiến của anh em cao hơn nó nhưng anh em vẫn có thể thua, bởi vì cái căn bản của anh em, cái base gọi là cái gì,
cái điểm cơ bản là mình thấp hơn nó, mình dùng mình cắn bút quân lực mình cao hơn, nhưng mà mình vẫn yếu hơn nó mà. Về bản chất những cái đơn vị của anh em nó vẫn yếu hơn nó, vẫn có thể anh em sẽ thua nha. Hiểu không? Ví dụ như mình 55 triệu nè, mình cắn một cái thằng 50 triệu nhưng mà nó không cắn búp gì hết, nó không có cắn quân lực, nghĩa là cái cơ bản cái sát của nó đã mạnh ở 50 triệu rồi, mình cắn nó mình vẫn thua. Hoặc là tướng nó cao hơn mình, tướng đó, dù là con tướng đó nó đều ngang bằng về chỉ số, ngang bằng về số điểm nha, nhưng mà cái chất tướng nó cao hơn thì nó cắn nó vẫn ăn mình. À, đó là thông tin cho những anh em, mà thông tin rất hữu ích cho những anh em chưa biết những thứ gọi là những thứ hơi sâu một chút ở game này ha. Dù nhìn lực như vậy đó, dù mà mình xuống nè, đây mình nhìn nè, đây có thằng 40 triệu, 41 triệu, nhưng mà mình không biết con tướng thứ hai của nó là gì. Tướng thứ hai nó ví dụ những tướng mạnh hơn mình đi, mình cắn nó khi là sắp xỉ là đi luôn, dù là quân bị của mình là 55 triệu ha, còn 34 phút dư, bắt đầu sáp vô đi. Đây này chắc cắn búp 40 quá, trận này có lẽ là đánh lâu ấy, cái gọi là cái trận, không gọi là cái trận, cái quy mô nhỏ này gọi là cái gì ta, quy mô nhỏ nhỏ này mình dùng cái từ gì bên để mình gọi ta, cái trận trận thì mình nghĩ là một cái trận New York, nó là một cái trận đánh bao nhiêu ngày thì cái này là một cái trận này, dùng trận đâu, nghĩ là trận trong game này dùng là quy mô lớn hơn, gọi là trận đi ha, tạm thời gọi là trận đi. Tôi thích kỹ càng dùng câu chữ anh em ạ. Má pháo mấy triệu, có búp luôn, có búp thủ luôn à. Ok. Thằng này mà di chuyển lên đây nó bắn con này thì nó sẽ bị hai hoặc ba đơn vị bắn. Dám lên không? Con này dám lên không? Coi mình cắn lẻ mấy con tiêm kích của nó rồi. Đây tiêm kích nó đứng ở góc này. Không ngon. Vô tới đây. Đây là tiêm kích của nó là vô tới đây nè. Khó. Bởi vì mình phải băng qua cái nhà. Băng qua cái nhà này thì nếu như mà nó dắt tiêm kích và nó táp thì nó giấu tiêm kích trong nhà xong cũng dắt ra con 50 triệu táp phát chắc hơn nửa cây máu con mình này khó mua lại lắm. Lâu cắn chết mẹ mày. Chơi mày luôn rồi. Kiếm ăn à, vô đi kiếm ăn với cậu, chạy nè, chuẩn bị chạy, ngon rồi, đắc địa, đắc địa, ngon rồi, ngon rồi, chạy ha. Bơm tiêm kích anh chơi với con chú rồi hay chưa, rồi khét rồi, bốc mùi rồi, bay màu rồi, bay màu rồi. Cắn mấy con lẻ lẻ này mà mình canh cho về hồi máu nha. Mình chơi gọi là gì, mình giấu đi cái chi hoài lớn ha, về mình hồi máu để mình thấy, nó thấy nè, nó thấy những cái đơn vị nhỏ nhỏ này nó tưởng dễ ăn, nó sẽ vô nó ăn, nó sẽ mất phòng thủ đi. Còn mình đang canh ra thì rất nhanh, cách 70 cây số ra chắc 20 giây hả. Chết một câu à, can win. Thường thì những trận đánh như thế này đối với mình thì mất quá nhiều thời gian, cho dù là kết quả là mình thua đi, phần mình vẫn muốn là kết thúc nó, trò chơi mà thua chịu
mất thời gian quá thì không vui, thời gian tôi làm việc khác kiểu như vậy. Mình thì tư duy như vậy, không quan trọng là thắng thua về mấy cái trận đánh nhỏ này. Tôi đã quay được 15 phút rồi hả? What the hell? Ý ông này là nếu mình chờ, mình càng chờ thì bên kia càng đông, bởi vì quân lực bên kia là cái liên minh pha này, là liên minh nó đang mạnh nhất nè, đang đang nhiều điểm nhất thì phải. Đúng rồi, nó nè, D6 là cái thằng sáp lá cà mình, thằng kế bên mình, hình như nguyên cái thằng God này, hình như bên mình hay bên kia mình không biết, mình không care lắm mấy cái này, chỉ biết đi vào game đánh thôi. Chọn đây ít thời gian chỉ chơi tới mức đó thôi chứ không quan tâm nhiều. Đó là liên minh đang mạnh nhất, mình chờ càng lâu nó sẽ hội tụ càng nhiều. Cảm giác là có vẻ là cân bằng đấy ha. Pháo nhường này, bên mình là nhiều pháo hơn không? Bên má bên mình nhiều pháo vãi lìn luôn, khi gấp đôi pháo luôn á. Gấp đôi pháo thì lợi ích, mình nghĩ đánh mấy trận này nhiều pháo là lợi ích nhiều hơn mấy trận mà chậm chậm này nữa. Xuống đi cái. Bọn này nó không dám dắt tiêm kích lên này, nó biết nó đóng lại. Vô mà cắn nhất mẹ. Vô vô. Chơi thôi. 30 giây, hơi lâu. Nãy giờ quên để tiêm kích trong nhà lo nói chuyện nè. Quên nè. Để mình giấu sau này, nó không thấy nè. Thấy không? Xong rồi nếu mình thấy nó lên là mình xuống liền, chơi chiêu mà. Tầm này toàn cụ già không à, không chơi chiêu không ăn được đâu. Tình hình này chắc phải dắt pháo ra tự chơi quá, mấy anh này đéo biết chơi chơi đơn rồi. Thằng này nè, nguy hiểm thằng này. Nó có thể nó dắt pháo rồi nó cắn lẻ. Nó dắt ra là nó có ưu thế. Tưởng tượng nha, ví dụ như con này nó di chuyển qua này. Nó mà bấm một cú lích là nó chạy từ từ qua đây đúng không? Thì trong thời gian đó thằng này nhảy pháo ra nhắm, nhắm là nhắm trước là lấy lợi thế là ngon rồi. Cắn phát. Thua. Đó, đúng rồi, hành động đi. Đồ này nép qua bên trái nữa. Dẹp được cái nhà thằng này là xong game. À. Ủa sao mình xuống 40 mấy lực à anh em? Sao nãy máy bay của mình 50 mấy lực mà? Rồi, thêm một dân chơi nữa tới. Dân chơi này có gì?
bộ binh và pháo binh. Hai đơn vị hả? Lực chiến cao nhất đâu? 300. Tôi thấy bắt đầu thấy chán rồi đó. Ào quá mẹ, cái tôi kết thúc clip này. Hơi mất thời gian. Yes sir. Chạy về có... Ủa sao rất lực ta? Nãy 50 mấy. Tướng vẫn tướng bình thường mà. Nãy sao? Sáu mươi hai nè. Nãy 55 mà. Ông nào thắc mắc cái màu máy bay nó khác là mình có cái skin của sự kiện City 4 nè gắn vô. Về cho nó hồi máu anh em à. Có ông bây giờ vẫn hỏi tôi là có nên chơi ATG báo đục tăng không? Nên hay không là do người chơi, nhưng mà vấn đề là phải biết nhiều. Nếu như anh em thấy khó xử quá đó thì chơi mẹ nó pháo binh bình thường nè. Đây nè. Chơi càng nhiều càng tốt, khỏi nghĩ tới ATG cũng được. ATK nó gọi là dạng đơn vị gọi là đặc thù, có những chức năng rất khá đặc biệt ha. Cứ muốn thông dụng dễ chơi thì chơi mẹ pháo binh bình thường, pháo nổ rồi khỏi nhức đầu. Vậy đi, ép dần qua từng ô đi. Mấy anh này sao nó không có cái chức năng auto translate nhỉ? Khác ngôn ngữ chen luôn đi, chen hết mỏ đi. Nếu chúng ta tấn công thì chúng ta sẽ tiêu đời 20 phút. Tôi vẫn chưa có đủ nhóm. Chúng ta có hai nhóm trực tiến, lặp lại 7 lần nữa. Cần phải bull safe zone và farm thêm 12 ngày nữa. Vô đi bạn ơi, chơi thôi bạn ơi, ngủ à. Nè bà nè, quất pháo nè, não pháo, pháo. Hay. 10 điểm. Nó cứ rỉa rừng rần rần. Thằng nào đứng cao hả? Để bố mày sạc nổ, bố gõ mày. Go go boys.
coi liếm được nào. Liếm cái nó ra, nó kéo ba thằng qua cái khóc. Đỡ không nổi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mười mấy chiếc tiêm kích. Bên mình có 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anh 8 này nằm trong. Bài toán nào giải được cái này? Cái game này nếu như update á, một ý tưởng gửi đến anh em rằng sẽ có một update nào đó thay đổi cái gì đó để giải quyết cái việc này, cái việc mà chờ nhau như thế này nè, cắt đứt, có cách nào đó. Chứ tôi quay clip này và thêm cái thời điểm trước khi tôi quay clip này chắc đứng phải gần tiếng quá. Đó hay. Anh này biết xài tướng nè, biết sạc nộ xài tướng nè. Mày vô đây. Ủa, mày chậm một tí nữa coi. Một táp là nửa cây máu liền. Cắn không? Qua cắn không? Qua cắn cái. Cắn rồi chạy. Yosa. Ừ. Bạn. Liếm cái mất 2 xe. Nè 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 nè, bay màu. Đủ má gì ghê vậy? Nó giống cái thắt ra nó cắn rồi. Mấy này nó sạc nổ, nó có nổ trước à. Coi cái báo cáo nãy rồi, mình giết được một máy bay nhưng mà mình mất hai. Nãy là mình cắn hai chiếc. Đó, này thì pháo nó sẽ dâng lên. Pháo này sẽ dâng lên thì tạo lợi thế cho bên mình. Pháo sẽ dâng lên thì bên này lát nữa nó có thể rỉa. Còn pha này nó cũng hèn, nó thắng thế mà nó cũng hèn. Nó đang là liên minh mạnh nhất, khỏe nhất, nhiều điểm nhất nhưng mà nó cũng hèn. Nó núp mà tiêm kích nó nhiều vãi đạn. Này mà nó bay lên nó cắn một lượt thì bay màu hết. Nhiều quá. Bên mình có mấy chiếc ở bên nên mình nhiều pháo hơn. Này sắp lá cà chắc bay màu hết tiêm kích quá. Hay là tôi cắt clip ta. Có lẽ là tôi nên cắt clip và đến cái điểm mà kết thúc thì tôi sẽ quay tiếp. Ui ui. Khỏe thế. Thằng tiêm kích 5-4 mấy triệu nó núp núp bên này.
Ok, tôi dừng clip đây. Có gì tôi sẽ update. Chờ này, không biết tới khi nào. Hơi chán này.